Trước sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ, vũ khí công nghệ cao như tên lửa, máy bay, tàu chiến, thậm chí là cả vũ khí hạt nhân luôn được đưa ra làm thước đo sức mạnh quân sự cho các nước. Tuy nhiên, có một thứ vũ khí cổ điển khác cũng có thể làm thay đổi cục diện chiến trường, đó chính là súng bắn tỉa. Một khẩu súng bắn tỉa chính xác trong tay một siêu xạ thủ đẳng cấp có thể trở thành nỗi ám ảnh cho đối phương, thậm chí còn hơn cả những vũ khí hàng khủng khác. Sự phát triển của các loại súng bắn tỉa diễn ra khá thầm lặng, nhưng đây là một vũ khí quan trọng không thể thiếu. Tất nhiên, từ trước đến nay, vũ khí của Nga và Mỹ luôn được đem ra so kè với nhau, từ đó làm thước đo cho sức mạnh quân sự mỗi nước. Trong đó phải kể đến hai loại súng bắn tỉa hàng đầu của hai quốc gia này là Osis T-5000 của Nga và XM-2010 của Mỹ. Ngày hôm nay, hãy cùng khám phá quân sự so sánh thông số kỹ thuật của hai loại súng này để xem đâu là khẩu súng mạnh nhất. Công nghệ sản xuất Osis T-5000 được phát triển bởi một công ty tư nhân có trụ sở tại Moscow, Nga. Điều đặc biệt là công ty này được điều hành bởi những tay súng bắn tỉa tầm xa hàng đầu thế giới. Các linh kiện của súng đều do công ty này tự sản xuất và được gia công trên máy CNC có độ chính xác cao. Các thành phần quan trọng của súng được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao. Báng súng được chế tạo bằng vật liệu tổng hợp. Rãnh xoắn của nòng súng T-5000 được sản xuất với độ sâu dung sai chỉ 0,0025mm. Nòng súng được sản xuất theo công nghệ bao xẻ. Tuy nhiên, loại thép làm nòng súng phải nhập khẩu từ Mỹ. Phải mất đến 3 ngày mới sản xuất xong một khẩu súng bắn tỉa T-5000. Khẩu súng bắn tỉa này được sản xuất chủ yếu theo công nghệ thủ công. Mặc dù có ưu điểm là độ chính xác và tính tỉ mỉ cao, nhưng chỉ có thể sản xuất với quy mô nhỏ và khó lòng đáp ứng được các đơn hàng số lượng lớn. Trong đó XM-2010 là một sản phẩm phát triển hiện đại hóa trên cơ sở súng bắn tỉa M-24. Về cơ bản, XM-2010 tương đối giống với M-24. Điểm khác là nó chuyển sang sử dụng loại đạn không tiêu chuẩn 300 Winchester Mark 5, làm tăng phạm vi hiệu quả thêm khoảng 50% so với đạn 7,62x51mm tiêu chuẩn NATO. Nòng súng của XM-2010 được sản xuất theo công nghệ khoan có độ chính xác cao. Chỉ mất 10 giây để gia công hoàn thành một nòng súng, trong khi đó phải mất đến 3 tiếng đồng hồ mới gia công xong một nòng súng T-5000. XM-2010 được sản xuất trên dây chuyền tự động hóa cao, cho phép sản xuất số lượng lớn, chi phí thấp hơn. Phía Nga tự hào cho rằng công nghệ sản xuất nòng súng của T-5000 cho độ bền cao hơn và chính xác hơn so với công nghệ sản xuất nòng súng của XM-2010. Tuy nhiên, đây có thể xem là một đánh giá có phần hơi chủ quan từ phía Nga. Độ chính xác và tầm bắn. Độ chính xác giữa T-5000 và XM-2010 là chủ đề gây khá nhiều tranh luận giữa những fan hâm mộ vũ khí Nga và Mỹ. Độ chính xác trong sản xuất súng bắn tỉa được tính theo chỉ số MOA, còn gọi là phút góc. Chỉ số MOA là căn cứ để xác định xem một khẩu súng có đạt tiêu chuẩn để trở thành súng bắn tỉa hay không. Thông thường, để một khẩu súng trường đạt được tiêu chuẩn trở thành súng bắn tỉa, phải có chỉ số MOA dưới 1. Khi MOA bằng 1, tức là viên đạn sẽ lệch đi 2,9cm so với vị trí ngắm bắn ban đầu ở trên bia khi bắn ở cự ly 100m trong điều kiện không có gió. Nhà sản xuất Osis quảng bá, chỉ số MOA của T-5000 chỉ 0,5, tức là viên đạn chỉ lệch đi 1,45cm so với vị trí ngắm bắn ban đầu. Trong khi đó, chỉ số MOA của XM-2010 là 0,8 MOA, khoảng 2,32cm. Tuy nhiên, các thông số trên được thực hiện trong điều kiện lý tưởng. Còn trong thực chiến, để đạt hiệu quả tiêu diệt mục tiêu cao thì ngoài yêu cầu về chỉ số MOA thấp, còn đòi hỏi kỹ năng của xạ thủ. Các công cụ hỗ trợ như kính ngắm, máy đo khoảng cách, máy đo gió. Bên cạnh đó, những yếu tố khách quan như tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm không khí cũng ảnh hưởng không nhỏ đến độ chính xác khi bắn.
Xét về độ chính xác giữa T5000 và XM2010, vẫn là bất phân thắng bại, bởi các thông số trên lý thuyết không phải là thước đo cho hiệu quả chiến đấu thực tế. Trong khi đó, Mỹ được đánh giá là quốc gia có lực lượng bắn tỉa hàng đầu thế giới cùng các công cụ hỗ trợ công nghệ cao. Gần đây, Mỹ đã cho ra đời loại ống ngắm quang học cho phép nhìn rõ mục tiêu với chuẩn HD ở khoảng cách tới 2 km. T-5000 được chế tạo sử dụng hai loại đạn khác nhau, gồm đạn 7,62 x 51mm, đạn 308 Gwin tiêu chuẩn NATO, tầm bắn 800m, đạn 338 Lapua Mark 5 8,6 x 71mm, tầm bắn 1.500m. Súng sử dụng hộp tiếp đạn loại 5 hoặc 10 viên. XM2010 sử dụng đạn 300 Winchester Mark 5 7,62 x 76mm, tầm bắn đạn 1.200m. Xét về tầm bắn ở cùng cỡ đạn 7,62mm, thì XM2010 vượt trội hơn so với T-5000. Ngoài ra, XM2010 còn được trang bị loại ống giảm thanh đặc biệt có thể triệt tiêu 98% lửa đầu nòng và hấp thụ tới 60% lực giật của súng. Dựa trên những thông số kỹ thuật như trên, thì T-5000 và XM2010 là một cặp kỳ phùng địch thủ ngang sức ngang tài. Thật khó để xác định loại súng nào mạnh hơn, bởi vì còn phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác. Trong đó, yếu tố con người mới là thứ quyết định tất cả. Nếu đặt vào tay thiện xạ, thì những khẩu súng bình thường cũng đủ sức làm nên điều khác biệt, còn vào tay mờ thì cũng không phát huy được hết sức mạnh của nó. Và trên đây là tất cả nội dung trong video hôm nay. Các bạn thấy sao về câu chuyện này? Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn xuống phần bình luận video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Khám phá Quân sự. Nếu thấy hay, hãy dành tặng Khám phá Quân sự một like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.